đáng nhẽ mình nên đi trên đất. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay được nghỉ dỗ nên là Tùng quay về căn nhà xưa để đốn mấy cây tre. Mục đích là để trang trí lại cái phòng nhạc và cũng là cho cái không gian nó mộc mạc, giúp cho mình thoải mái và có cái sự sáng tạo hơn. Đây là cái căn nhà năm xưa. Bật camera trước đâu ta? Đây là cây mận. Cây mận này đang lâu ngày không về lên trái nó nhiều nè, ăn khá là ngọt. Ê, sâu mất rồi. Mận này nhiều giòi quá. Đây, đồ nghề của mình hôm nay đó là mấy con dao và cưa. Rồi tắt đi để quay camera trước, xong soi qua cái phóng tre mà ngày hôm nay Tùng sẽ đốn cho mọi người coi. Để có trái trứng này mày ơi. Đâu? Trứng to quá mày. Chưa luộc. Trứng này là trứng ngan rồi. Ngan gì, trứng gì, cái bài gì của ai á. À, cái cuối đây nè. Anh để anh nổi lên đây đúng không? Ừ. Nổ rồi. Ông ung rồi. Tôi quá. Đù, trái trứng. Nãy giờ, chặt nghe. Sức nghe. Hãy coi cái mặt của nó này. Thường nó chày 2 cm. Rồi xíu dán cái miếng gạt thì vô. Dán cái mặt luôn. Đó, nó kê cái cây lên chặt xong à, nó bung lên ghê quá. Sao sao nó lấy cái gì đó? Nghe mắt á. Biết rồi, nhưng mà cái tao tưởng cái đầu rễ kia mà nó bập vô là thua đó. Các cái mắt của nó cà vô thôi đúng không? Ừ. Cái mắt thôi. Chứ còn cái kia cái mẹ xước luôn á mày. Thôi để tao làm nha. Hãy xem ta làm tiếp đây. Ta chỉ cầu có kiến nào đốt thôi. Đáng em mình lên đi trên đất. Cái cây nó đổ nó băng ngang qua đường người ta trèo qua. Xong rồi té xuống như đó. Thôi quá. Hên quá, còn ít nước để tắm. Công trình làm phòng thu âm. Thành quả ngày hôm nay đây mọi người. Một trái trứng. Và một đống tre này. Thằng xích đầu mẹ chán, thằng thì té hào. Đây là công sức một buổi sáng. Bây giờ là 1 giờ kém rồi. Ô trù tra cái tay. Cái tay nó tê buốt rồi. Đây mọi người ơi, tre này. Sau khi cưa và dốc mía lại thì nhìn có vẻ ngọt hơn.
Okay.